Cái đó thì quý vị mới chống được cái thời buổi mà loạn loạn xạ này. Đủ tôn giáo hết. Có cái ông gì Nguyễn Hiếu vậy, ông lấy trên mạng gì cái bài đưa cho tôi, hỏi cái này in được không sư, in phổ biến cho Phật tử. Tôi coi tôi nói chết rồi, cái này thuộc về thiên cơ sấm dậy thần thông, mà viết rất hay, phải công nhận viết rất hay, rất là hạ mình, hạ mình mà len cái tự cao trong đó. Bây giờ không thấy, nói tôi không phải người tu, tôi không gì hết, tôi chỉ là một người học hỏi nghiên cứu thôi. Tôi thấy cái hay rồi cuối cùng chỉ cách tu làm như là thầy đời đó. Đưa hơi thở lên trên đỉnh đầu rồi hào quang nó phát ra, rồi cuối cùng hào quang màu vàng ánh lấp lánh xuống hết chung quanh mà ông chứng đó. Vậy là có hào quang là Phật sao? Vậy phải có chừng lắm cái đó. Phật thì có hào quang, nhưng mà có hào quang chưa chắc là Phật. Phật thì có xá lợi, mà người thiếu có xá lợi là Phật chưa chắc. Ma quỷ cũng có xá lợi, ma quỷ cũng hào quang. Cái chỗ đó là cái chỗ chết. Thì trong kinh còn ghi lại ông tu tổ thứ ba, thứ tư về bên thiền tông đó. Một hôm mà tổ ngồi thiền thì con ma nó hiện ra nó phá ngài. Ngài mới xả thiền, ngài bắt nó. Nó hiện hình lớn thiệt bự, nó hù ngài, có ngài sợ không? Ngài không sợ. Rồi ngài nói gì, ông hiện lớn nào hiện nhỏ được không? Nó nói dư sức, nó hiện nhỏ bằng cái con thằn lằn. Ngài mới dở cái bát, nói ông dám chung vô đây không? Nó chung vô cái bát này, ngài đậy lại. Nó đòi không được, cái bát là bát của tổ truyền lại mà. Nó quậy nó ra không được, cái nó quỳ nó lại, nó xin ngài tha nó. Rồi xin ngài cho một bài pháp, ngài thuyết bài pháp, cái nó chịu quy tam bảo. Giờ chịu từ nay là nó đi, nó tu cho nó không ở vậy nữa. Rồi ngài truyền giới cho nó, ngài hỏi gì cho ông hồi sanh hồi nào? Nó nói cách đây 4-5 ngàn năm. Nói gì thì thời Đức Phật có không? Ông nói có. Ông có biết Đức Phật không? Nó con có, tôi đến nghe pháp mà, nhưng căn cơ con nó chậm lục, con nghe mà con không có tu được. Nó bây giờ ông hiện hình Đức Phật được không? Nó nói dư sức. Nói giờ ông hiện cho tôi coi. Nói giờ nếu mà tổ kêu con hiện là con hiện à, con nghĩ tam bảo rồi, nhưng con xin tổ một điều thôi là tổ không được lại à. Con hiện hình Đức Phật A Nan Ca Diếp ở đàng hoàng, con đi tới cho tổ thấy, nhưng mà con xin một điều là tổ đừng có lại, vì có đó không phải là thật mà chính là con. Thì tổ hứa, hứa rồi cái nó biến mất. Chút từ xa đó hào quang Đức Phật đi, A Nan Ca Diếp là đi đến. Tổ ma ma xả thiền quỳ xuống lại, nó biến mất là tổ không chịu hứa, không giữ lời. Thì chúng ta thấy mấy ma quỷ đâu phải vừa. Thành ra đạo Phật không có chấp nhận vấn đề thần thông. Thần thông là cái phụ để giáo hóa thôi, mà vấn đề trí tuệ mới là vấn đề quan trọng. Hôm nay tôi muốn nói về cái đó. Đức Phật không phải là không có thần thông. Ma quỷ cũng có thần thông, nhưng ma quỷ có 5 thông thôi. Ông Đề Bạt Đa đó, hai Phật, ông có tới 5 thông. Thành ra vua A Xà Thế nghe lời ông, ông hiện thần thông mà. A Xà Thế ngoài đời thì rất là sợ thần thông. Quý vị bây giờ quý vị nghe nói thần thông là đắc quả. Giờ tôi ngồi đây mà tôi bay lên trời thì tôi đắc quả. Đắc cái mốc gì vậy? Đắc cái thần thông. Rồi tôi có thiên nhãn, tôi nhìn ra xa, cách đây vài trăm cây số tôi biết ai sẽ đi đến. Rồi tôi có lỗ tai, tôi sẽ nghe được tiếng các loài thú, loài chim chóc rồi nói chuyện nhau. Rồi tôi có tha tâm thông, cái gì đến tôi chưa nói là tôi biết quý vị muốn nói cái gì rồi. Những cái đó là đồ dỗm đối với đạo Phật. Nếu tôi còn tham sân si.